Cơm Đẹp Nam Marketing ID IND Nếp Ma Giao Vận QA S4 Kế Toán. Tích luôn Cảm ơn anh nhá. À, cảm ơn. Chuyện gặp mình nhá.
Anh ơi, cả rồi nhé. Tùa ông. Em chưa đi mọi người ơi. Em đi chưa đi em ơi. Giờ hát chữ trên trang phủ Nguyễn Xu quen thuộc. Vì
cuộc sống đâu là dễ dàng, và những khó khăn còn vô vàn, để thử thách ta lòng vững vàng, để gạt đi những hoang mang, thì lòng quyết tâm còn vô ngờ, chẳng đường bước đi còn bất ngờ, và đỉnh núi cao vẫn đó. Cảm ơn các bạn vì đã bơi vi sắc rất nhiều với chuyện tình đẹp. Tôi thắc mắc là không biết cái máy chấm công ở đâu rồi. Cái máy chấm công có ở đây không ạ? À đây chị Dung, tạo này máy chấm công Hà Nội có ổn không ạ chị? Cảm ơn các bạn rất nhiều với những câu chuyện về bốc này, câu chuyện về feedback của tất cả các bạn. Các bạn đứng lưu lên trên này một chút để chúng tôi dành tặng những số điểm ngay bây giờ dành cho tất cả các bạn. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng tới với số điểm dành cho team Baby Shark với chuyện tình đẹp. Xin mời anh Đỗ Tuấn Anh ạ, số điểm mà anh dành cho 9 điểm dành cho Baby Shark từ anh Đỗ Tuấn Anh. Từ chị Dung ạ, xin mời chị một điểm số 9 nữa. 10 điểm thì anh Đào Quý Hùng, 10 điểm thì anh Trần Nguyên Hạ, 9 điểm thì anh Cao Trọng Kim Trí và 9 điểm thì anh từ anh Nguyễn Tiến Trung. Cảm ơn các bạn rất nhiều, và bây giờ thì các bạn có thể về vị trí của mình nghỉ ngơi và tiếp tục thưởng thức chương trình. Cảm ơn các bạn rất nhiều và tiếp tục với